Quyển 43, thứ 15 Bồ Tát Địa, phần đầu Trì Du Già Xứ, phẩm 13 Tịnh Lự. Sao gọi là Tịnh Lự Ba La Mật Đa của Bồ Tát? Bốt Đà Nam thuyết: tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng tại cầu, hai đời vui thanh tịnh. Chín chủng tướng như vậy, đây được nói Tịnh Lự. Có chín chủng tướng Tịnh Lự gọi là Tịnh Lự Ba La Mật Đa của Bồ Tát: 1. Tự tánh Tịnh Lự. 2. Tất cả Tịnh Lự. 3. Khó hành Tịnh Lự. 4. Tất cả môn Tịnh Lự. 5. Thiện sĩ Tịnh Lự. 6. Tất cả chủng Tịnh Lự. 7. Thỏa mãn mong cầu Tịnh Lự. 8. Đời này đời khác vui Tịnh Lự. 9. Thành tịnh Tịnh Lự. 1. Tự tánh Tịnh Lự của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát ở nơi tạng Bồ Tát, lấy văn tư làm tiền dẫn, sở hữu diệu khéo tâm tánh nhất cảnh thế gian và xuất thế gian, tầm chánh an trụ hoặc phẩm Samatha, hoặc phẩm Tề Bát Xá Na, hoặc chuyển vận đạo song song thông cả hai phẩm, nên biết tức là sở hữu tự tánh Tịnh Lự của Bồ Tát. 2. Tất cả Tịnh Lự của Bồ Tát được có hai chủng: 1. Tịnh Lự thế gian. 2. Tịnh Lự xuất thế gian. Nên biết hai chủng đây tùy chỗ thích hợp lại có ba chủng: A. Tịnh Lự hiện pháp lạc trú. B. Tịnh Lự nam dẫn công đức làm trì của Bồ Tát. C. Tịnh Lự nhiều ích hữu tình. A. Hoặc trừ Bồ Tát sở hữu Tịnh Lự, xả lìa tất cả phân biệt, năng phát sanh thân tâm khinh an, tối cực tịch tĩnh, xa lìa cao cử, xa lìa ái vị, vắng lặng hết thảy tướng. Đây gọi là Tịnh Lự hiện pháp lạc trú của Bồ Tát. B. Hoặc trừ Bồ Tát sở hữu Tịnh Lự, khiến năng dẫn, năng trụ trùng trùng đẳng trì thủ thắng, không thể nghĩ bàn, không thể so lường, do mười lực trùng tánh nhiếp lấy. Đẳng trì như vậy, tất cả thanh văn và độc giác còn không biết tên gọi của kia, huống chi năng nhập. Hoặc trừ Bồ Tát sở hữu Tịnh Lự năng dẫn, năng trụ tất cả giải thoát, thắng xứ biến xứ vô ngại giải, vô tránh vị trí của Bồ Tát và các sở hữu công đức của thanh văn, đây gọi là Tịnh Lự năng dẫn công đức đẳng trì của Bồ Tát. C. Tịnh Lự nhiều ích hữu tình của Bồ Tát có 11 chục nên biết như trước: 1. Trừ Bồ Tát đường Tịnh Lự năng làm trợ bạn đối với các sự nghiệp dẫn nghĩa lợi của hữu tình. 2. Đối với hữu tình có khổ năng trừ khổ. 3. Đối với các hữu tình khéo như lý thuyết. 4. Đối với hữu tình có ân, vì biết ân huệ, tức liền báo đáp. 5. Đối với hữu tình đang gặp sợ hãi, năng làm người cứu hộ. 6. Đối với hữu tình gặp sự mất mát người thân, năng cởi giải ưu sầu. 7. Đối với những nơi thiếu thốn năng thí cho tài vật. 8. Đối với đại chúng khéo năng lãnh đạo dạy dẫn. 9. Đối với các hữu tình khéo tùy tâm chuyển. 10. Đối với người có thật đức, tan thán khiến sanh hoan hỉ. 11. Đối với kẻ trái vượt, khéo chân tránh điều phục, biến hiện các thứ thần thông để điều phục dẫn nhiếp. Tất cả như vậy gọi chung là tất cả Tịnh Lự của Bồ Tát. Ngoài đây ra, chọn không còn hoặc hơn hoặc thêm một Tịnh Lự nào. 3. Khó hành Tịnh Lự của Bồ Tát được có 3 chủng. Nếu chư Bồ Tát đã năng an trụ Tịnh Lự thủ thắng rộng lớn, cực khéo thành thục, nhiều dẫn phát an trú tùy vui muốn của mình, xả lạc của các Tịnh Lự thủ thắng kia, quét hết thảy vô lượng việc, vì lợi vui hữu tình, vì thành thục nghĩa lợi cho hữu tình, nên ý khéo tư duy chọn lựa trở lại sanh vào dục giới. Đây gọi là khó hành Tịnh Lự thứ nhất của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát nương Tịnh Lự năng phát khởi vô lượng vô số trùng trục việc, không thể nghĩ bàn, vượt qua tất cả thanh văn độc giác, sở hành cảnh giới đẳng trì của Bồ Tát, đây gọi là khó hành Tịnh Lự thứ hai của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát nương Tịnh Lự nhanh chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đây gọi là khó hành Tịnh Lự thứ ba của Bồ Tát. 4. Tất cả môn Tịnh Lự của Bồ Tát được có 4 chủng: 1. Tịnh Lự có tầm có tứ. 2. Tịnh Lự đồng hành hỷ. 3. Tịnh Lự đồng hành lạc. 4. Tịnh Lự đồng hành xả. 5. Thiện sĩ Tịnh Lự của Bồ Tát được có 5 chủng: 1. Tịnh Lự không ái vị. 2. Tịnh Lự đồng hành từ. 3. Tịnh Lự đồng hành bi. 4. Tịnh Lự đồng hành hỷ. 5. Tịnh Lự đồng hành xả. 6. Tất cả chủng Tịnh Lự của Bồ Tát, nên biết Tịnh Lự đây được có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng. 6 chủng Tịnh Lự: 1. Tịnh Lự thiện. 2. Tịnh Lự vô ký biến hóa. 3. Tịnh Lự phẩm Samatha. 4. Tịnh Lự phẩm Tỳ Bát Xá Na. 5. Tịnh Lự tránh tư duy sâu đối với việc tự lợi lợi tha. 6. Tịnh Lự năng dẫn phát công đức uy lực thần thông. 7. Chủng Tịnh Lự: 1. Tịnh Lự duyên danh. 2. Tịnh Lự duyên nghĩa. 3. Tịnh Lự duyên tướng chỉ. 4. Tịnh Lự duyên tướng cử. 5. Tịnh Lự duyên tướng xả. 6. Tịnh Lự hiện pháp đặc trú. 7. Tịnh Lự nhiêu ích hữu tình. 13 chủng như vậy gọi là tất cả chủng Tịnh Lự của Bồ Tát. 7. Thỏa mãn mong cầu Tịnh Lự của Bồ Tát được có 8 chủng.
Một nương tịnh lự năng dứt trừ hết thảy trùng trùng tai họa như chú hút thuật, thuốc độc, mưa đá, quỷ mị. Hai, nương tịnh lự năng dứt trừ các thứ bệnh phát sanh do các giới không điều hòa, chống trái lẫn nhau. Ba, đối với những việc đại tai như đói khát hạn hán, trí tịnh lự đem lại trời mưa mát mẻ. Bốn, đối với trùng trùng những việc gây hại của người phi nhân như làm nước ngập đất, nương tịnh lự năng cứu giúp thoát khỏi nạn. Năm, đối với hữu tình ở nơi hoang vắng thiếu thốn các thức ăn uống, nương tịnh lự năng thí thức ăn uống. Sáu, đối với việc giáo hóa hữu tình thiếu thốn tiền của địa vị, tịnh lự năng bố thí tiền của địa vị. Bảy, đối với hữu tình phóng dật ở mười phương cõi giới, tịnh lự năng chân tránh giáo huấn dẫn dạy. Tám, đối với các hữu tình để phát khởi các việc nên làm, tịnh lự năng chân tránh trợ giúp. Tám, đời này đời khác vui tịnh lự của Bồ Tát lừa có chín chủng. Một, tịnh lự biến hiện thần thông để điều phục hữu tình. Hai, tịnh lự biến hiện ký thuyết để điều phục hữu tình. Ba, tịnh lự biến hiện dạy dân để điều phục hữu tình. Bốn, tịnh lự thị hiện các đường ác khiến người làm ác thấy được. Năm, tịnh lự năng thí biện tài cho người không có biện tài. Sáu, tịnh lự năng thí chánh niệm cho kẻ lạc chánh niệm. Bảy, tịnh lự lập luận không điên đảo, tán thán các tụng tạng, ma đát ví ca vi diệu, năng khiến chánh pháp kiểu trụ. Tám, đối với các sự nghiệp công xảo khéo léo của thế gian, năng dẫn nghĩa lợi nhiêu ích hữu tình. Tịnh lự năng tạo làm hết thảy chủng loại sai biệt như sách vở, thước đo, con dấu, ghế ngồi, dép guốc, các vật dụng nơi thân. Chín, đối với việc giáo hóa hữu tình, tịnh lự phóng đại quang minh chiếu đến những chúng sanh nơi đường ác khiến tạo rất các khổ. Chín, thành tịnh tịnh lự của Bồ Tát được có 10 chủng. Một, thành tịnh tịnh lự để các ái vị do thế gian thanh tịnh. Hai, thanh tịnh tịnh lự không có nhiễm ô do xuất thế gian thanh tịnh. Ba, thanh tịnh tịnh lự do gia hạnh thanh tịnh. Bốn, thanh tịnh tịnh lự do đắc căn bản thanh tịnh. Năm, thanh tịnh tịnh lự do thắng tiến căn bản thanh tịnh. Sáu, thanh tịnh tịnh lự do nhập trụ xuất tự tại thanh tịnh. Bảy, thanh tịnh tịnh lự do xả tịnh lự rồi trở lại chứng nhập tự tại thanh tịnh. Tám, thanh tịnh tịnh lự do thần thông biến hiện tự tại thanh tịnh. Chín, thanh tịnh tịnh lự do xa lìa tất cả các cái thấy thú hướng thanh tịnh. 10. Thanh tịnh tịnh lượng do tất cả phiền não và sở trí chướng thanh tịnh. Như vậy có vô lượng vô biên tịnh lượng khiến Bồ Tát năng đắc quả đại Bồ Đề. Bồ Tát nương đây năng viên mãn tịnh lượng ba la mật đa, năng đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhanh chóng đã chứng, sẽ chứng, nay chứng. Phần đầu trì du giả sử phẩm 14 trí tuệ. Sao gọi là trí tuệ ba la mật đa của Bồ Tát? Bốt Đà Nam thuyết: tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng tuệ cầu, hai đời vui, thanh tịnh, chín chủng tướng như vậy, đây lược nói trí tuệ. Có chín chủng tướng trí tuệ gọi là trí tuệ ba la mật đa của Bồ Tát. Một, tự tánh tuệ. Hai, tất cả tuệ. Ba, khó hành tuệ. Bốn, tất cả môn tuệ. Năm, thiện sĩ hít tuệ. Sáu, tất cả chủng tuệ. Bảy, thỏa mãn mong cầu tuệ. Tám, đời này đời khác vui tuệ. Chín, thanh tịnh tuệ. Một, tự tánh tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát năng hiểu biết nhập vào tất cả sở tri, đã hiểu nhập điều luyện chọn lọc các pháp rộng xuyên tất cả năm minh xứ mà chuyển: một, nội minh xứ; hai, nhân minh xứ; ba, y phương minh xứ; bốn, thanh minh xứ; năm, công nghiệp minh xứ. Đây gọi là tự tánh tất cả tuệ của Bồ Tát. Hai, tất cả tuệ của Bồ Tát được có hai chủng: một, trí tuệ thế gian; hai, trí tuệ xuất thế gian. Hai chủng đây mỗi chủng có ba loại: a, trí tuệ năng ở nơi sở tri chân thật tùy hiểu biết thông đạt; b, trí tuệ năng đối với năm minh xứ và đối với ba tụ thiện xảo quyết định; c, trí tuệ năng đem đến nghĩa lợi cho tất cả hữu tình. A, hoặc chư Bồ Tát sở hữu diệu tuệ ở nơi pháp tánh vô ngã để nói năng, hoặc ở nơi chân đế muốn hiểu biết, hoặc ở nơi chân đế lúc đang hiểu biết, hoặc ở nơi chân đế về sau sẽ hiểu biết, để tính tối thắng hiện tiền sáng rõ không phân biệt để các hí luận, nơi tất cả pháp ngộ tánh bình đẳng nhập tướng trung rộng lớn, thông đạt rốt ráo tất cả ngàn mé sở tri, xa lìa hai biên tăng ích và tổn giảm, thuận nhập trung đạo. Đây gọi là tuệ năng ở nơi sở tri chân thật tùy hiểu biết thông đạt của Bồ Tát. B, hoặc trừ Bồ Tát sở hữu diệu tuệ thiện xảo quyết định ở nơi năm minh xứ như phẩm chủng tánh lực đã thuyết ở trước, thiện xảo quyết định ở trong ba tụ, tức là ở nơi tụ pháp năng dẫn nghĩa lợi, tụ pháp năng dẫn chẳng phải nghĩa lợi, tụ pháp năng dẫn chẳng phải nghĩa lợi, chẳng phải chẳng nghĩa lợi, đều như thật biết, khéo léo nhiếp thọ đối với tám xứ, năng nhanh chóng viên mãn tương lương diệu trí rộng lớn vô thượng, nhanh chóng chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. C, trí tuệ năng đem đến nghĩa lợi cho tất cả hữu tình có 11 chủng.
nên biết như trước, tức là sở hữu diệu tuệ ở vị kia nên biết gọi là trí tuệ nhiễu ích hữu tình. Ba khó hành tuệ của Bồ Tát được có ba chủng. Nếu chư Bồ Tát năng biết trí pháp thẳng sâu vô ngã, đây gọi là khó hành tuệ thứ nhất. Nếu chư Bồ Tát thường rõ biết trí phương tiện để điều phục hữu tình, đây gọi là khó hành tuệ thứ hai. Nếu chư Bồ Tát rõ biết trí không chướng ngại ở nơi tất cả cảnh giới sở tri, đây gọi là khó hành tuệ thứ ba. Bốn, tất cả môn tuệ của Bồ Tát được có bốn chủng. Một, trong tạng thanh văn và tạng Bồ Tát sở hữu diệu tuệ do văn và do từ mà thành tựu. Hai, tuệ nhiếp thuộc lực tư trạch, vì ở trong đó Bồ Tát năng tư duy, chọn lọc điều nên làm nên tùy chuyển. Ba, tuệ nhiếp thuộc lực tư trạch, vì ở trong đó Bồ Tát tư duy chọn lọc điều không nên làm nên dừng dứt. Bốn, tuệ vô lượng do lực tu tập nhiếp lấy tam ma hí đa địa. Năm, thiện sĩ tuệ của Bồ Tát lược có năm chủng. Một, tuệ do lắng nghe chánh pháp mà huân tập thành. Hai, tuệ đồng hành ý chân chánh bên trong. Ba, tuệ đồng hành phương tiện hành lợi mình lợi người. Bốn, tuệ khéo léo quyết định không điên đảo trong các pháp, pháp trụ pháp an lập. Năm, tuệ xả phiền não. Lại có các tuệ khác. Một, tuệ vi tế vì hiểu biết nhập vào tánh như sở hữu của sở tri. Hai, tuệ đủ khắp vì hiểu nhập tánh tận sở hữu của sở tri. Ba, tuệ câu sanh vì tư lương trí đời trước mà tích tập thành. Bốn, tuệ đầy đủ dạy dẫn vì ở nơi pháp nghĩa đã được nghe từ chư Phật hoặc chúng các Bồ Tát đã nhập đại địa thọ trì đầy đủ. Năm, tuệ đầy đủ chứng đắc vì tự ý là thanh tịnh địa nhiếp thọ cho đến cứu cánh địa. 6. Tất cả chủng tuệ của Bồ Tát nên biết tuệ đây lược có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng. 6 chủng tuệ ở nơi các đế có khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Ở vị cứu cánh có tận trí và vô sanh trí, đây gọi là 6 tuệ. 7 chủng tuệ, pháp trí, loại trí, thế tục trí, thần thông trí, tướng trí, 10 lực tiền hành trí, chánh đạo lý ở trong 4 đạo lý trí. 7. Thỏa mãn mong cầu tuệ của Bồ Tát lược có 8 chủng. 1. Trí nương pháp dị môn, đó là tuệ ở nơi pháp không ngần ngại của Bồ Tát. 2. Trí nương tướng pháp, đó là tuệ ở nơi nghĩa không ngần ngại của Bồ Tát. 3. Trí nương rõ tử pháp, đó là tuệ ở nơi rõ nguyên tử không ngần ngại của Bồ Tát. 4. Trí nương phẩm loại sai biệt tất cả nguồn cú của pháp, đó là tuệ biện tài không ngần ngại của Bồ Tát. 5. Tuệ hàng phục tất cả luận khác của Bồ Tát. 6. Tuệ thành lập tất cả tượng luận của Bồ Tát. 7. Tuệ tránh dạy dẫn xử trí tất cả sự nghiệp giác sản tại gia của Bồ Tát. 8. Tuệ khéo hiểu tất cả chủng chủng công việc thế gian của Bồ Tát. 8. Đời này đời khác vui tuệ của Bồ Tát được có 9 chủng. 1. Chư Bồ Tát ở nơi nội minh xứ, tuệ năng khéo sáng suốt, khéo an trụ. 2. Ở nơi y phương minh xứ, tuệ năng khéo sáng suốt, không an trụ. 3. Ở nơi nhân minh xứ, tuệ năng khéo sáng suốt, không an trụ. 4. Ở nơi thanh minh xứ, tuệ năng khéo sáng suốt, không an trụ. 5. Ở nơi công nghiệp thế gian minh xứ, tuệ năng khéo sáng suốt, không an trụ. 6. Tất cả 5 minh xứ trên, Bồ Tát đều dùng trí tuệ khéo léo sáng suốt thanh tịnh làm chỗ nương. 7. Đối với người ngu si, Bồ Tát riêng tu chánh hạnh để giáo hóa, dùng tuệ thị hiện chỉ bảo dẫn dạy. 8. Đối với người phóng dật, Bồ Tát riêng tu chánh hạnh để giáo hóa, dùng tuệ thị hiện khích lệ khen gắng. 9. Đối với người khiếp nhược, Bồ Tát riêng tu chánh hạnh để giáo hóa, dùng tuệ thị hiện vui mừng an ủi. 9. Thanh tịnh tuệ của Bồ Tát lược có 10 chủng. Ở nơi nghĩa chân thật có 2 chủng tuệ, vì có được nghĩa chân thật của tánh như sở hữu và tánh tận sở hữu. Ở nơi nghĩa lưu truyền có 2 chủng tuệ, vì nắm giữ chánh nhân chánh quả. Ở nơi nghĩa chấp thọ có 2 chủng tuệ, vì như thật rõ biết điên đảo và không điên đảo. Ở nơi nghĩa phương tiện có 2 chủng tuệ, vì như thật rõ biết tất cả điều nên làm và điều không nên làm. Ở nơi nghĩa rốt ráo có 2 chủng tuệ, vì tạp nhiễm như thật rõ biết tạp nhiễm, thanh tịnh như thật rõ biết thanh tịnh. Năm nghĩa thanh tịnh tuệ của Bồ Tát như vậy lược có 10 chủng sai khác, đây gọi là thanh tịnh tuệ thù thắng không gì vượt hơn. Như vậy vô lượng diệu tuệ cực khéo quyết định của Bồ Tát, Bồ Tát năng chứng quả đại bồ đề, Bồ Tát nương đây năng viên mãn trí tuệ ba la mật đa, nhanh chóng chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, 6 chủng ba la mật đa như vậy Đức Thế Tôn xưa đã thuyết nhiều chỗ trong khế kinh, nay trong đây tổng hợp lại một chỗ mà thuyết. Ở trong khế kinh, Đức Phật đã thuyết sở hữu thí ba la mật đa cho đến tuệ ba la mật đa, hoặc nêu chung hoặc giải thích,
Tất cả kia đều nhiếp vào tự tánh thí nói rộng cho đến, hoặc thành tịnh thí thú nhập nhiếp thọ như chỗ thích hợp, đều phải rõ biết. Như vậy còn lại chỉ giới cho đến trí tuệ, theo đó mà thuyết và thú nhập nhiếp thọ để chỗ thích hợp cũng phải rõ biết. Lại chư Như Lai khi làm Bồ Tát hành tất cả hạnh Bồ Tát, sở hữu vô lượng bổn danh tương ưng với khổ hạnh khó hành, nên biết tất cả khổ hạnh đây tương ưng của bố thí, nương tựa bố thí. Như nói bố thí thì tương ưng cùng trì giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự trí tuệ, nương tựa trì giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự trí tuệ phải biết cũng vậy. Hoặc chỉ nương bố thí nói rộng cho đến, hoặc chỉ nương trí tuệ, hoặc nương chung cả hai, hoặc nương chung cả ba, hoặc nương chung bốn, hoặc nương chung năm, hoặc nương chung tất cả sáu ba la mật đa, đều phải nên rõ biết. Như vậy Bồ Tát vì chứng quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà tinh cần tu tập sáu ba la mật đa. Sáu ba la mật đa đây là biển bạch pháp rộng lớn gọi là đại bạch pháp hải, là nhân để tất cả hữu tình tất cả chủng loại viên mãn, gọi là suối nguồn đại bảo tuôn trào, là chỗ tích chứa vô lượng tư lương phước trí và không có quả nào khác năng cùng tương xứng, chỉ trừ vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phần đầu chỉ du giả xứ, phẩm 15 nhiếp sự. Sao gọi là bốn chủng nhiếp sự của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết: tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng tọa cầu, hai đời vui thanh tịnh. Chín chủng tướng như thế, đây lược nói nhiếp sự. Có chín chủng tướng nhiếp sự gọi là bốn chủng nhiếp sự của Bồ Tát: một, tự tánh nhiếp sự; hai, tất cả nhiếp sự; ba, khó hành nhiếp sự; bốn, tất cả môn nhiếp sự; năm, thiện sĩ nhiếp sự; sáu, tất cả chủng nhiếp sự; bảy, thỏa mãn mong cầu nhiếp sự; tám, đời này đời khác vui nhiếp sự; chín, thanh tịnh nhiếp sự. Nhiếp sự của Bồ Tát có bốn tướng: a, bố thí; b, ái ngữ; c, loại hành; d, đồng sự. A, bố thí. Như trong phần bố thí ba la mật đa của Bồ Tát Địa đã rộng thuyết. B, ái ngữ. Một, tự tánh ái ngữ của Bồ Tát: chư Bồ Tát đối với các hữu tình thường vui tuyên nói những lời vui vẻ đẹp lòng, lời chân thật, lời như pháp, lời dẫn nhiếp nghĩa, đây được nói tự tánh ái ngữ của Bồ Tát. Hai, tất cả ái ngữ của Bồ Tát được có ba chủng: Bồ Tát dùng lời dẫn dụ vấn an, sử dụng lời nói đây, Bồ Tát hàng thời đối với các hữu tình xa lìa nhăn nhó trước phát lời tốt lành, dùng nhan thư thái, ánh mắt bình chính vui cười làm đầu hỏi thăm có được an ổn kiết tường không, hoặc tứ đại có điều hòa không, hoặc ngày đêm vui vẻ an ổn không, dùng hết thầy tướng như vậy vấn an thăm hỏi hữu tình, thuận theo phép tác lễ nghi thế gian mà truyền. Bồ Tát dùng lời vui mừng hoan hỷ, sử dụng lời nói đây, khi thấy hữu tình có quyến thuộc vợ con tài vật đang thời hưng thạnh mà không tự hiểu biết, cho nên Bồ Tát đối với những điều nên hiểu biết thì dùng lời vui mừng hoan hỷ mà dẫn dắt, hoặc biết được người không vui thích về tín giới văn xả tuệ cũng lại dùng lời đây. Bồ Tát dùng lời tăng thêm lợi ích, sử dụng lời nói đây, Bồ Tát tuyên thuyết lời tương ương giáo pháp viên mãn tất cả chủng đức khiến lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Bồ Tát dùng lời nói đây hằng thường hiện tiền mà làm nhiều ích, đây gọi là tất cả ái ngữ sai biệt của Bồ Tát. Tóm lược phần này thế nào, nên biết ái ngữ lược có hai chủng: một là dạy thuận theo lễ nghi phép tắc thế tục; hai, lời thuận theo giáo pháp chân chánh, hoặc lời dẫn dụ vấn an, hoặc lời vui mừng hoan hỷ, đây là lời thuận theo phép tắc thế tục; hoặc lời tăng thêm lợi ích, đây là lời thuận theo giáo pháp chân chánh. Ba, khó hành ái ngữ của Bồ Tát được có ba chủng: hoặc trừ Bồ Tát đối với hiệu oan gia hay bạn ác làm hại, dùng tâm thiện tịnh, tâm không ý trược, tư duy chọn lựa, hoặc dùng lời dẫn dụ vấn an, hoặc dùng lời vui mừng hoan hỷ, hoặc dùng lời tăng thêm lợi ích về kia mà thuyết, đây gọi là khó hành ái ngữ thứ nhất của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát đối với các hữu tình độ căn ngu si phẩm thượng, tâm không nghi ngờ lo nghĩ, từ gì chọn lựa về kia mà dẫn dạy chủng chủng pháp, thể nhận chịu mọi sự khổ nhọc vất vả như lý như pháp, như thiện mà nhiếp lấy kia, đây là khó hành ái ngữ thứ hai của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát đối với các hữu tình là việc tà ác xiềm trá, khi dối thân giáo sư quỹ phạm sư, các bậc tôn trưởng chân thật phước điển mà không tâm hiểm hận, không tâm khỏe não, từ gì chọn lựa, hoặc dùng lời dẫn dụ vấn an, hoặc dùng lời vui mừng hoan hỷ, hoặc dùng lời tăng thêm lợi ích vì kia mà nói, đây là khó hành ái ngữ thứ ba của Bồ Tát. Bốn, tất cả môn ái ngữ của Bồ Tát được có bốn chủng: một, đối với người muốn đoạn trừ chướng ngăn của các cái hướng đến tưởng thiện, trừ Bồ Tát trước tiên vì họ nói pháp nên làm; hai, đối với người muốn điều thiện tâm
xa lìa các cái chư Bồ Tát, vì họ tuyên nói chánh pháp tương ưng bốn thánh đế. 3. Đối với người tại gia, người xuất gia nhiều phóng dật, chư Bồ Tát khuyên can giảng dạy không điên đảo, phương tiện khiến kia xa lìa đời sống phóng dật, an trụ hạnh không phóng dật. 4. Đối với hữu tình còn nhiều nghi hoặc, ở nơi giáo pháp, chư Bồ Tát vì khiến kia xa lìa nghi hoặc, nên luận nghĩa quyết trạch tuyên nói chánh pháp. 5. Thiện sĩ ái ngữ của Bồ Tát, lược có năm chủng, đó là chư Bồ Tát, vì giáo hóa chúng sanh nên nói như vậy. Chư Như Lai cùng chư Bồ Tát năng thuyết pháp có nhân duyên, pháp có xuất ly, pháp có chỗ y, pháp có dũng mãnh chắc chắn, pháp có thần biến. Nếu pháp nói về nguyên nhân pháp khởi kiến lập học xứ, pháp đây gọi là pháp có nhân duyên. Nếu pháp nói về thọ học, có hủy phạm thì thiết trở lại thành tịnh, pháp đây gọi là pháp có xuất ly. Nếu pháp được thuyết nhiếp lấy bốn y thì thiết tránh hành pháp luật không điên đảo, pháp đây gọi là pháp có chỗ y. Nếu pháp được thuyết năng tránh hiển thị ra khỏi các khổ, không thối thất tái phạm, pháp đây gọi là pháp có dũng mãnh chắc chắn. Nếu pháp được thuyết dụng ba thần biến, tất cả sở thuyết chọn không khiến đi vào đường ác, pháp đây gọi là pháp có thần biến. 6. Tất cả chủng ái ngữ của Bồ Tát, để biết ái ngữ đây có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng. 6 chủng ái ngữ: 1. Đối với người thích hợp với pháp lắng nghe, dùng ái ngữ để chỉ bày cho họ. 2. Đối với người thích hợp với pháp ngăn dứt, dùng ái ngữ để ngăn dứt. 3. Dùng ái ngữ khai thị pháp môn của các pháp. 4. Dùng ái ngữ khai thị tướng của pháp không điên đảo. 5. Dùng ái ngữ khai thị huấn dạy rõ ràng ngôn từ của các pháp không điên đảo. 6. Dùng ái ngữ khai thị phẩm loại cố sai biệt của pháp không điên đảo. 7. Chủng ái ngữ: 1. Ái ngữ dẫn dụ vấn an. 2. Ái ngữ vui mừng hoan hỉ. 3. Ái ngữ khiến hữu tình ít mong cầu có thứ vật dụng, đi đến chỗ tiểu dục chân tránh. 4. Ái ngữ trấn an hữu tình khi gặp chủng chủng hãi sợ. 5. Ái ngữ nhiếp vào tuyên thuyết như lý. 6. Ái ngữ vì muốn khiến hữu tình ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện, có chánh kiến về nghe, nghi, nêu cử, quả trách. 7. Ái ngữ tình người có năng lực hơn để nhiêu ích. Như vậy là 13 chủng ái ngữ của Bồ Tát gọi là tất cả chủng ái ngữ. 7. Thỏa mãn mong cầu ái ngữ của Bồ Tát, lược có 8 chủng. Đó là chư Bồ Tát nương bốn lời thánh tịnh, phát khởi 8 lời thánh. Đây gọi là thỏa mãn mong cầu ái ngữ của Bồ Tát. 4 lời tịnh: xa lìa lời hư vọng, lời ly gián, lời thô ác và lời thêu dệt. 8 lời thánh: đó là thấy nói thấy, nghe nói nghe, hiểu nói hiểu, biết nói biết, không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không hiểu nói không hiểu, không biết nói không biết. 8. Đời này đời khác vui ái ngữ của Bồ Tát, lược có 9 chủng. 1. Ái ngữ thuyết chánh pháp, đoạn trừ ưu sầu phát sanh do quyến thuộc khó. 2. Ái ngữ thuyết chánh pháp, đoạn trừ ưu sầu phát sanh do tiền tài địa vị khó. 3. Ái ngữ thuyết chánh pháp, đoạn trừ ưu sầu phát sanh do khó không có bệnh. 4. Ái ngữ thuyết chánh pháp, đoạn trừ các khổ ưu sầu phát sanh do khó giữ tịnh giới. 5. Ái ngữ thuyết chánh pháp, đoạn trừ các khổ phát sanh do khó có chánh kiến. 6. Ái ngữ thuyết chánh pháp khen ngợi tịnh giới viên mãn. 7. Ái ngữ thuyết chánh pháp khen ngợi chánh kiến viên mãn. 8. Ái ngữ thuyết chánh pháp khen ngợi quỹ tắc viên mãn. 9. Ái ngữ thuyết chánh pháp khen ngợi chánh mạng viên mãn. 9. Thành tịnh ái ngữ của Bồ Tát được có 20 chủng. Đó là 20 tướng tên nói chánh pháp như phẩm lực chủng tánh đã nói ở trước. C. Lợi hành. Nên biết tướng lợi hành đây rộng như ái ngữ, nhưng trong lợi hành đây nghĩa có sự sai khác. Này ta sẽ thuyết, đó là chư Bồ Tát do nương tất cả phẩm ái ngữ sai biệt để chỗ thích hợp hướng đến nghĩa lợi hành như ích hữu tình. Đây gọi là lợi hành. Một, tự tánh lợi hành của Bồ Tát. Chư Bồ Tát vì các hữu tình dùng ái ngữ khai thị chỉ bày chánh lý để chỗ thích hợp ở nơi sở học, tùy pháp hành pháp, theo đó ứng dụng nghĩa lợi hành. Như vậy, trong việc lợi hành an trụ tâm bi, tâm không ái nhiễm, kích lệ dẫn dắt điều phục, an đạt kiến lập, đây gọi là tự tánh lợi hành. Hai, tất cả lợi hành của Bồ Tát được có 2 chủng. Một, hữu tình chưa thành thục, lợi hành năng thành thục. Hai, hữu tình đã thành thục, lợi hành kiến giải thoát. Tức lợi hành đây được có 3 môn. A. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích vào hiện pháp. B. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích vào hậu pháp. C. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích vào hiện pháp hậu pháp. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích vào hiện pháp, tức là chân tránh khích lệ dẫn dắt ứng dụng sự nghiệp như pháp, chứa nhóm giữ gìn tiền của địa vị khiến tăng trưởng,
nên biết gọi là lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích hiện pháp. Do đây năng khiến thu được danh tiếng rộng lớn và vui hiện pháp, an vui do việc nhiếp thọ vật dụng. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích ở hậu pháp, tức là chân chánh khích lệ dẫn dắt khiến buông xả tiền của địa vị, thanh tịnh xuất gia, thọ hạnh phất cầu để tồn tại mạng sống. Nên biết đây gọi là lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích ở hậu pháp. Do đây năng khiến quyết định thu được an lạc ở hậu pháp, không quyết định thu được an lạc ở hiện pháp. Lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích ở hiện pháp, hậu pháp, tức là chân chánh khích lệ dẫn dắt khiến người tại gia hoặc người xuất gia thối lớp tu hành hướng đến ly dục, nên biết gọi là lợi hành khích lệ dẫn dắt khiến lợi ích hiện pháp, hậu pháp. Do đây năng khiến hiện pháp thân được khinh an, tâm được khinh an, an trú nơi an lạc, năng khiến hậu pháp hoặc sanh phải có ý tịnh thiền, hoặc sanh trong vô giới ý niết bàn giới mà bát niết bàn. Ba khó hành lợi hành của Bồ Tát được có ba chủng. Hoặc trừ Bồ Tát năng hành lợi hành đối với các hữu tình trước chưa hành nhân thiện can thủ thắng. Đây gọi là khó hành lợi hành thứ nhất. Vì cớ sao? Vì các hữu tình kia khó khích lệ dẫn dắt. Hoặc trừ Bồ Tát năng hành lợi hành đối với các hữu tình đã gieo nhân thiện, nhưng hiện tiền đóng trước tiền của địa vị rộng lớn đầy đủ. Đây gọi là khó hành lợi hành thứ hai. Vì cớ sao? Vì hữu tình kia đắm trước truyền theo những việc phóng dật rộng lớn, phóng dật tích cực. Hoặc trừ Bồ Tát năng hành lợi hành đối với các hữu tình đắm trước dị đạo, tà kiến, tà hạnh của các ngoại đạo. Đây gọi là khó hành lợi hành thứ ba. Vì cớ sao? Vì kẻ kia ngu si chấp đắm tông mình, sanh chống trái chấp kiến đối với chánh pháp luật. Bốn, tất cả môn lợi hành của Bồ Tát lược có bốn chủng. Một, trừ Bồ Tát đối với hữu tình chẳng tín hoặc hữu tình tín viên mãn đều ân cần khích lệ dẫn dắt cho đến kiến lập. Hai, trừ Bồ Tát đối với hữu tình phạm giới hoặc hữu tình giới viên mãn đều ân cần khích lệ dẫn dắt cho đến kiến lập. Ba, trừ Bồ Tát đối với hữu tình có tuệ ác hoặc hữu tình có tuệ viên mãn đều ân cần khích lệ dẫn dắt cho đến kiến lập. Bốn, trừ Bồ Tát đối với hữu tình keo lẫn hoặc hữu tình huệ xả viên mãn đều ân cần khích lệ dẫn dắt cho đến kiến lập. 5. Thiện sĩ lợi hành của Bồ Tát được có 5 chủng. 1. Trừ Bồ Tát khích lệ dẫn dắt hữu tình nhập vào nghĩa chân thật. 2. Khích lệ dẫn dắt hữu tình nhập vào đúng thời nghi. 3. Khích lệ dẫn dắt hữu tình nhập vào việc năng dẫn nhiếp nghĩa loại thủ thắng vi diệu. 4. Khích lệ dẫn dắt đối với các hữu tình ngu nguyến. 5. Khích lệ dẫn dắt đối với hữu tình từ tâm. 6. Tất cả chủng lợi hành của Bồ Tát. Nên biết lợi hành đây có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng. 6 chủng lợi hành. 1. Trừ Bồ Tát đối với các hữu tình nên nhiếp thọ thì chân chánh nhiếp thọ. 2. Đối với hữu tình nên điều phục thì chân chánh điều phục. 3. Đối với hữu tình ghét bỏ thánh giáo thì khiển trừ sự khỏe não của kia. 4. Đối với hữu tình trụ không vui không ghét thánh giáo thì khiến nhập. 5. Đối với hữu tình đã thâm nhập thánh giáo, khiến chân chánh thành thục nơi đạo tam thừa. 6. Đối với hữu tình đã thành thục khiến được giải thoát. 7. Chủng lợi hành. Trừ Bồ Tát an lập giáo hóa hữu tình khiến họ giữ gìn, trưởng dưỡng ở nơi tư lương thiện, đó là hoặc nương hạ thừa mà xuất ly, hoặc nương đại thừa mà xuất ly, như an lập giáo hóa hữu tình, khiến giữ gìn, trưởng dưỡng ở nơi tư lương thiện, thì ở nơi hạnh viễn ly, hoặc ở nơi tâm tánh nhất cảnh, hoặc ở nơi thanh tịnh các chướng, hoặc ở nơi tu tập đắc ý, phải biết cũng vậy. Hoặc hữu tình có chủng tánh thanh văn độc giác, thì chân chánh an lập họ trong thanh văn thừa, độc giác thừa. Nếu hữu tình có chủng tánh Như Lai thì chân chánh an lập trong vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tối thượng thừa. 7. Thỏa mãn mong cầu lợi hành của Bồ Tát lược có 8 chủng. Đó là trừ Bồ Tát thấy các hữu tình đối với việc nên tàm mà bị quấy nhiễu trói buộc của không tàm truyền. Như không tàm truyền như vậy đối với việc nên quý bị quấy nhiễu trói buộc bởi không quý truyền hoặc thụy miên truyền hoặc hôn trầm truyền hoặc trạo cử truyền hoặc ác tác truyền hoặc tật đố truyền hoặc keo lẫn truyền, Bồ Tát phương tiện khai giải khiến họ xa lìa trói buộc quấy nhiễu của các truyền kia. 8. Đời này đời khác vui lợi hành của Bồ Tát được có 9 chủng. Trừ Bồ Tát nương thân nghiệp thanh tịnh khích lệ hữu tình khiến kia xa lìa tất cả sự sát sanh, xa lìa không cho mà lấy, xa lìa các hạnh tà dục, xa lìa hoặc tốt la hoặc mê lợi đa hoặc mạt đà hoặc phóng dật mà diệu là nguyên nhân. Trừ Bồ Tát nương ngữ nghiệp thanh tịnh khích lại hữu tình khiến kia xa lìa tất cả vọng ngữ, khiến kia xa lìa tất cả lời ly gián, khiến kia xa lìa tất cả lời thô ác, khiến kia xa lìa tất cả ỷ ngữ. Trừ Bồ Tát nương ý nghiệp thanh tịnh khích lệ dẫn dắt hữu tình khiến kia xa lìa tất cả tham dục sân khỏe tà kiến. 9. Thanh tịnh lợi hành của Bồ Tát
Nếu có 10 chủng, đó là chư Bồ Tát đối với hữu tình, nương thanh tịnh bên ngoài có 5 loại hành, nương thanh tịnh bên trong có 5 loại hành. Sao gọi là Bồ Tát đối với các hữu tình, nương thanh tịnh bên ngoài có 5 loại hành? 1. Loại hành không tội. 2. Loại hành không chuyển. 3. Loại hành thối lớp. 4. Loại hành hạnh rộng khắp. 5. Loại hành thích hợp. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình tạo ác hạnh, người trước đã làm các hành ác, người làm những điều có tội, người hành tạp nhiễm thì năng tránh an lạc họ nơi thiện pháp. Đây gọi là Bồ Tát đối với hữu tình loại hành không tội. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình không ở nơi nhân giải thoát chân thật, không phải định thành tịnh, nhưng lại khi cầu được giải thoát chân thật, cầu được định thành tịnh, thì năng chân tránh khiết lệ, dẫn dắt. Đây gọi là chư Bồ Tát đối với các hữu tình loại hành không chuyển. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình trước quan sát sâu kỹ, biết họ có trí huệ thấp kém, tiếng nói pháp cạn mỏng dễ hiểu, tùy chuyển dạy gian dạy trao thô gần. Biết họ có trí huệ bậc trung, liền vì họ thuyết pháp bậc trung, tùy thuận chuyển pháp dạy gian dạy trao bậc trung. Biết họ có trí huệ rộng lớn, liền vì họ thuyết pháp thẳm sâu, tùy chuyển pháp dạy gian dạy trao, đi diệu sâu màu. Bồ Tát khiến tất cả kia lần hồi tu tập thiện pháp. Đây gọi là chư Bồ Tát đối với các hữu tình lại hành thừa lớp. Chư Bồ Tát đối với tất cả hữu tình nơi bốn tánh là địa ngục, bảng sanh, ngạ quỷ, Atula cho đến trời người đều tùy lực tùy khả năng mà lại hành nghĩa loại. Nếu có người cầu lợi ích an lạc, Bồ Tát liền ở ngay đó tùy các loại mà khuyến dẫn. Đây gọi là Bồ Tát đối với hữu tình lại hành hạnh rộng khắp. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình người tự hành các thiện pháp phẩm hạ trùng thượng với hữu công năng sai biệt, có thể khích lệ dẫn dắt, và người nương phương tiện với hữu công năng sai biệt, có thể khích lệ dẫn dắt và tùy chỗ thích hợp như thiện pháp của kẻ kia, như phương tiện của kẻ kia mà khích lệ dẫn dắt họ. Đây gọi là Bồ Tát đối với các hữu tình lại hành thích hợp. Đây gọi là Bồ Tát đối với các hữu tình nương thanh tịnh bên ngoài có 5 chủng lại hành. Sao gọi là Bồ Tát đối với các hữu tình nương thanh tịnh bên trong có 5 chủng lại hành? 1. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình hiện tiền ý lạc khởi đại bi rộng lớn mà hành lại hành. 2. Chư Bồ Tát khi làm nghĩa lợi cho hữu tình phải thọ nhận tất cả khổ nhọc vất vả, tâm không mỏi mệt, sanh cực hoan hỷ vì các hữu tình mà hành lợi hành. 3. Chư Bồ Tát tùy thị hiện sở hữu tài sản địa vị viên mãn tối thắng bậc nhất mà tự khiêm hạ như tôi tớ, như kẻ hạ tiện dòng trên Đà La, tâm khiêm hạ vâng nghe, tâm xa lìa cao mạn, xa lìa chấp ngã mà hành lợi hành đối với các hữu tình. 4. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình tâm không ái nhiễm, không hư ngụy, chân thật thương xót mà hành lợi hành. 5. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình tâm rốt ráo không tối chuyển, từ mẫn mà hành lại hành. Đây gọi là Bồ Tát đối với các hữu tình nương thanh tịnh bên trong có 5 chủng lại hành. Như vậy gọi là ở nơi 2 chủng thanh tịnh bên trong bên ngoài, mỗi chủng có 5 lại hành, tổng cộng có 10 chủng gọi là thanh tịnh lại hành của Bồ Tát. Đề tổng sự. Chư Bồ Tát nếu ở nơi nghĩa đây, ở nơi thiện căn đây, khích lệ dẫn dắt người thọ học, thì ở nơi nghĩa ấy, ở nơi thiện căn ấy, tự mình cũng thọ học, học bằng hoặc hơn. Như vậy Bồ Tát cùng người, đồng sự nên gọi là đồng sự của chư Bồ Tát. Hữu tình được giáo hóa, biết Bồ Tát đây cũng tu đồng sự, nên tự mình thọ học thiện căn kiên cố chắc chắn không thối chuyển. Vì cớ sao? Kia suy nghĩ, Bồ Tát khuyên ta thọ học như thế nhất định muốn làm lợi ích an lạc cho ta. Do Bồ Tát dạy trao cho người, tôi cũng tự mình thực hành, nếu không thực hành sẽ không thể vì người làm lợi ích an lạc. Bồ Tát như vậy không phải đồng sự khích lệ dẫn dắt hữu tình. Có người sẽ hỏi, ông tự chẳng thể thọ học thiện pháp, sao lại lấy thiện pháp khích lệ dạy trao dạy gian đối với người? Ông nên tự ân cần thưa hỏi thọ học dạy trao dạy gian. Có chư Bồ Tát đồng sự với người mà không tự hiền cùng người đồng sự, đó là Bồ Tát cùng chư Bồ Tát khác, đồng có công đức uy lực thầy đều ngang nhau, nhưng vì trọng đạo Bồ Tát nên ẩn thiện của mình mà không hiền công đức uy lực, lại tự xem chư Bồ Tát khác là thầy, dù công đức uy lực của Bồ Tát này cùng Bồ Tát khác ngang nhau. Có chư Bồ Tát chẳng phải đồng sự với người mà tự hiển hiện cùng người đồng sự, đó là chư Bồ Tát thấy có hữu tình thì hiểu hạ biệt, tâm sanh khiếp sợ nơi pháp thẳm sâu. Bồ Tát liền tránh tư duy chọn lựa, muốn phương tiện dẫn hóa kẻ kia, nên tự hiện thân mình cùng kẻ kia đồng pháp vào những nơi thấp hèn như dòng trên Đà La, cho đến hiện thân làm loài chó. Bồ Tát vì muốn điều phục, muốn giáo hóa, muốn làm nhiều ích, muốn trừ tai họa nên sanh đồng phận trong loài chó, trong dòng họ trên Đà La kia. Có chư Bồ Tát đồng sự với người, cũng tự hiện hiện cùng người đồng sự,
Đó là chư Bồ Tát thấy hữu tình được giáo hóa, thọ học thiện căn vẫn còn bị khuynh động, vì muốn kia trụ kiên cố nên hiện thân cùng đồng sự hoặc bằng hoặc hơn. Có chư Bồ Tát chẳng phải đồng sự với người, cũng chẳng tự hiển cùng người đồng sự. Đó là chư Bồ Tát tự hành phóng dật, xả bỏ việc lợi người. Như vậy đã thuyết nhiều chủng của bố thí trì giới, cho đến rốt sau rộng nói đồng sự. Trong đây sở hữu Ba La Mật Đa năng khiến Bồ Tát tự thành thục tất cả Phật Pháp, sở hữu nhiếp sự năng khiến Bồ Tát thành thục tất cả hữu tình. Nên biết đây được nói tất cả nghiệp sở tác thiện pháp của chư Bồ Tát. Lại như trước đã nói có nhiều chủng bố thí trì giới, cho đến rốt sau nói rộng đồng sự rất nhiều như vậy, là vô lượng thiện pháp trợ Bồ Đề Phần. Do ba nhân duyên nên biết hiện hạnh, đó là do ba nhân duyên của thần ngữ ý, do hai nhân duyên nên biết tối thắng, cũng gọi là vô thượng, cũng gọi là bất cộng. Đó là do các thiện pháp kia rộng lớn, do không tạp nhiễm. Nên biết trong đây, vì hữu tình không khác, vì sự không khác, vì thời không khác, gọi là rộng lớn, hữu tình không khác. Trừ Bồ Tát tu hành thiện căn bố thí, rộng khắp tất cả xứ sở hữu tình, rộng khắp tất cả pháp giới hữu tình, chẳng phải chuyên vì mình, sự không khác. Trừ Bồ Tát tinh cần thọ học rộng khắp tất cả, và tất cả chủng thiện căn bố thí, thời không khác. Trừ Bồ Tát hoặc đêm hoặc ngày, hiện pháp hậu pháp hằng thường không gián đoạn giả hạnh, không lìa giác hạnh, không xả thiện pháp, do nhân đây thường hành thiện căn bố thí không phế bỏ. Nên biết trong đây, do bốn chủng tướng thành không tạp nhiễm, một chư Bồ Tát tầm thường hoan hỷ đủ các thiện pháp, do nhân duyên đầy không khổ không ỉu không thay đổi hối hận. Hai chư Bồ Tát không tổn não người, không chấp trước kiến thú, không các tạp ác hạnh, tu hành vô lượng thiện căn bố thí. Ba chư Bồ Tát ân trọng khắp cả và nơi vô lượng thiện pháp bố thí, chỉ thấy công đức, chỉ thấy chân thật, chỉ thấy tịch tịnh, cực thiện chắc chắn, không theo duyên khác, không bị dẫn đạt bởi các duyên khác. Bốn chư Bồ Tát không dựa vào nhân tu thiện bố thí mà mong cầu quả dị thục, hoặc chuyển luân vương, hoặc thiên đế thích, hoặc mà hoặc phạm, cũng không ở nơi thí mong cầu người đáp trả, không nương dựa bất kỳ việc gì, không nương tất cả danh dự cung kính thế tục, cho đến chẳng nương lợi dưỡng để tồn tại thần mạng. Do tưởng như vậy nên thanh tịnh đồng hành hoan hỷ, không gì chẳng bình đẳng, ân trọng, không đường tựa mà tu hành bố thí nói rộng cho đến đồng sự, nên biết có vô lượng thiện pháp gọi là không tạp nhiễm. Do ba nhân duyên nên biết thanh tịnh, đó là do mạnh mẽ, do không đậu chuyển, do thiện thanh tịnh. Nếu chư Bồ Tát đã nhập ý là thành tịnh địa, tất cả thiện căn thể đều mạnh mẽ, không đậu chuyển. Mạnh mẽ vì ý lạc thành tịnh của Bồ Tát đây, nên tất cả thiện pháp chẳng do tư trạch mà mạnh mẽ hiện tiền. Không động vì ý lạc thành tịnh của Bồ Tát đây, nên sở hữu thiện pháp, tùy chỗ thành tựu, tùy chỗ tích tập đều không thối chuyển. Ở đời đương lai không bị thối giảm, Bồ Tát trải qua ngày đêm như vậy, tự thân tận độ hết thảy, có được thiện pháp như phần trọng sáng chỉ tăng không giảm. Nếu chưa Bồ Tát trụ đến cứu cánh địa, còn hệ thuộc thần hậu hữu cuối cùng sở hữu thiện pháp gọi là thiện thành tịnh. Vượt qua địa ở đây, không còn địa Bồ Tát nào như pháp thành tịnh thủ thắng hơn. Như vậy, ban đầu từ bố thí cho đến đồng sự, do sao có vô lượng thiện pháp, do ba nhân duyên nên biết hiện hạnh, do hai nhân duyên nên biết tối thắng, do ba nhân duyên nên biết thành tịnh. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu tất cả thí, tất cả giới, nói rộng cho đến tất cả đồng sự, năng chiêu cảm quả vô thượng chánh đẳng bồ đề, thân kim càng kiệt cố, chánh pháp cửu trụ. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu khó hành thí, khó hành giới, nói rộng cho đến khó hành đồng sự, năng chiêu cảm quả pháp hy hữu kỳ đặc không gì sánh xứng của Như Lai. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu tất cả môn thí, tất cả môn giới, nói rộng cho đến tất cả môn đồng sự, năng chiêu cảm tất cả quả tối thắng của Như Lai, hữu tình trời người cúng dường. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu thiện sĩ thí, thiện sĩ giới, nói rộng cho đến thiện sĩ đồng sự, năng chiều cảm quả tối 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 thắng của Như Lai trong tất cả loài hữu tình, từ không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, cùng với phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu tất cả chủng thí, tất cả chủng giới, nói rộng cho đến tất cả chủng đồng sự, năng chiều cảm quả vô lượng phước đức thủ thắng và 12 tướng đại trợ phu, 80 tùy hảo trang nghiêm đời thần của Như Lai,
Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu thỏa mãn cầu thí, thỏa mãn cầu giới, nói rộng cho đến thỏa mãn cầu đồng sự, năng triều cảm quả ngồi tòa bồ đề của Như Lai, tất cả ma oán chẳng thể xúc não, chẳng thể khuynh động. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu đời này đời khác vui thí, đời này đời khác vui giới, nói rộng cho đến đời này đời khác vui đồng sự, năng triều cảm quả lạc tối thắng tịnh lượng giải thoát đẳng trì của Như Lai. Trong đây nếu nhiều tu tập, nếu thiện thành tịnh, nếu đầy đủ viên mãn sở hữu thành tịnh thí, thành tịnh giới, nói rộng cho đến thanh tịnh đồng sự, năng triều cảm quả bốn nhất thiết trùng thành tịnh của Như Lai, sở ý tịnh, sở duyên tịnh, tâm tịnh, trí tịnh, cũng triều cảm quả ba bất hộ, mười lực, bốn vô sở ý, ba niệm trụ, tất cả pháp Phật bất cộng, quả cực thanh tịnh của Như Lai. Như vậy thệ pháp của Bồ Tát từ bố thí cho đến đồng sự, năng triều cảm quả đến kiều cánh vô thượng, nên biết cũng triều cảm lưu truyền sanh từ thuận Bồ Tát hạnh, ngoài ra cũng thành tựu vô lượng vô biên quả thù thắng khả ái vô tội.